không biết rồi sẽ như thế nào anh chị ha, sắp tới nó sẽ như thế nào, Sài Gòn về đâu, kết quả ra làm sao, không lẽ cứ kéo dài phong tỏa hoài như vậy, đuối chết thiệt anh chị. Thế này, người ta chốt chặn ở đây này, ở đây là cái vùng binh, đường trước mắt anh chị đang thấy là đường Nguyễn Hữu Thọ đó. Giờ làm sao mà ảnh đi tới đây ảnh giao hàng được. Rào chắn các kiểu hết ở đây rồi à, anh chị đợi em chút xíu ha, để em gọi coi con đường này cho anh chị xem. Chắc nó chạy ra xuống cái ngã ba phía dưới, chắc quẹo phải là ra lại Lê Văn Lương rồi. Nó đường này có một đoạn à, mà nó đá rồi lộ ổ gà ổ voi tùm lum hết trơn, rác đồ người ta đổ tùm lum hết, không có làm lại. Có mùa mưa vô thì nó dơ đây này. Rồi có đoạn này là bắt đầu lên đường nhựa. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Ớm giờ em ở nhà lâu quá rồi. Hôm nay chiều hôm nay chạy ra ngoài đầu Nguyễn Hữu Thọ lấy đồ này anh chị. Hàng người ta giao tới ngay cái bụng bên đó rồi không có qua được, chạy đi ra lấy đồ. Và tiện thể thì cũng gắn cái camera lên chia sẻ cho anh chị một vài cái hình ảnh phố xá, gọi là đi dạo đi. Đi dạo Sài Gòn đen ten trong mấy cái ngày giãn cách này. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8 anh chị ha. Ngày 6 tháng 8 và coi như là chúng ta coi như cũng chạy qua được thêm một tuần nữa. Một tuần nữa của giới nghiêm tới ngày 15 tháng 8. Đó, và bây giờ là 4 giờ 30 phút chiều. Ngày 6 tháng 8. Em đang chạy trên con đường Lê Văn Lương. Tiếp đây anh chị, nhà em chỉ có một con đường này chạy thẳng ra Nguyễn Hữu Thọ thôi. Không đi ra ngoài được, chỉ có đi lấy đồ như vậy thì mới có cái cơ hội cập nhật lại một vài cái hình ảnh phố xá Sài Gòn trong cái mùa cách ly này gửi đến anh chị. Thì cũng chúc cô bác anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là bình an ha. Phía trước đây là ngã ba con đường Phạm Hữu Lầu và Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè. Thì bên phải thì anh chị sẽ quẹo đi về Nguyễn Hữu Thọ luôn đó. Em thì em sẽ đi thẳng có con đường Lê Văn Lương này. Ở chiều chiều thì cũng mời cô bác anh chị xem một vài cái hình ảnh trên con đường này ha. Người ta đi mua hàng, đi mua đồ, rồi đi giao hàng. Tôi tính cho tới hôm nay thì các shipper bây giờ vẫn thiếu anh chị. Phần vì do người ta cũng nghỉ nhiều, người ta thấy cũng cực quá, rồi nguy hiểm quá, người ta cũng nghỉ cũng nhiều. Phần là vì giờ đi giao hàng liên quận nó khó khăn lắm, cho nên là đặt hàng rất là vất vả. Rồi giao tới đầu đường Nguyễn Hữu Thọ đó, đầu cái hướng vào Nhà Bè đó, rồi mình chạy đi lấy. Thì hôm nay cũng cập nhật sơ gửi đến anh chị một vài cái thông tin trong ngày hôm nay. Chính xác là tới 4 giờ 30 chiều đó, bà con mình đang mua rau, mua đồ ở đây nè. Bách hóa xanh nè, ôi bán ngoài lề đường tùm lum hết trơn á, đông lắm. Thì hôm nay là buổi sáng, tính cho tới bây giờ người ta chưa có cập nhật buổi trưa và buổi chiều, thì sáng hôm nay Sài Gòn mình hơn 2.000 ca và tổng cái số ca của ngày hôm nay trên cả nước là 4.000 ca nhiễm. Còn tổng cái số ca nhiễm từ đầu tới bây giờ là chúng ta hơn 185.000 ca nhiễm rồi anh chị ha. Còn tính riêng Sài Gòn mình thì hôm nay đã vượt quá 112.000 ca rồi. Đó, rất là khủng khiếp rồi đó. Một vài cái thông tin ở trong các clip này gửi đến anh chị. Bây giờ chúng ta cũng đẩy nhanh cái tiến độ tiêm vaccine, tức là tiêm luôn cả ban đêm anh chị, sau 18 giờ. Và thành lập hơn nữa nhiều cái điểm tiêm vaccine, cũng như là các cái xe lưu động chạy vào tới từng cái con hẻm để tiêm luôn. Nhưng mà vaccine vẫn còn thiếu nhiều lắm, chưa có đủ để đáp ứng đâu. Thì bây giờ mới đọc một bài báo trên
báo Thanh Niên là người ta có cái đề xuất là cho team dịch vụ, đó là các cái doanh nghiệp tư nhân người ta được phép nhập về và dành cho những cái người mà có thu nhập khá giả hơn, những người có điều kiện hơn, thì người ta bỏ tiền ra người ta tự đi tiêm, vừa nhanh gọn lẹ mà cũng vừa gọi là đảm bảo được nhiều người tiếp cận vaccine. Thì những cái liều vaccine miễn phí đó sẽ dành cho những người người nghèo, những người không có thu nhập tốt, không có cái điều kiện đi tiêm dịch vụ anh chị. Đó là một cái đề xuất như vậy, nhưng mà không biết là có được thông qua hay không thì còn tùy nữa anh chị ha. Sẽ lâu ngày quá để đem ra rửa. Bây giờ các anh mà taxi đó anh chị, các cái xe taxi thì bây giờ người ta chuyển qua người ta chở những người bệnh đi bệnh viện ha, chở các F0 rồi đi bệnh viện để giảm tải cho các cái xe cứu thương. Mấy cái xe cứu thương bây giờ là cũng quá tải, chạy ngày nào cũng chạy hết trơn đó. Một vài cái thông tin gửi đến anh chị. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi trên con đường Lê Văn Lương, nhìn những cái hình ảnh xe cộ qua lại một chút anh chị. Ở trong nhà riết rồi nó cũng stress luôn. Hướng này thì em đang chạy hướng đi về Phú Mỹ Hưng á, chạy ra cái khu vực đi lấy đồ. Ở đây là bệnh viện Nhà Bè đây nè anh chị, ở bên phải em á, bệnh viện Nhà Bè. Ở trong đó có một cái bãi đất trống, có một cái khu đất trống phân lô rồi gì rồi nhưng mà không thấy xây dựng. Bây giờ coi như là chúng ta còn một tuần nữa đi, còn một tuần nữa đó. Và anh chị thấy là ca nhiễm mỗi ngày á, mặc dù nó có cái dấu hiệu là không có tăng lên, nó đi ngang đó, gọi là nó đi ngang đó anh chị, nhưng mà vẫn là một ngày mấy ngàn ca, rất là khủng khiếp. Và không biết là tới cái lúc mà kết thúc 15 ngày tháng 8 này mà vẫn còn một ngày vài ba ngàn ca như vậy thì không biết xử lý như thế nào anh chị. Rất là hồi hộp, không lẽ cách ly thêm 15 ngày nữa tới cuối tháng 8. Chắc chết luôn á. Hôm qua thì alo điện thoại cho một vài anh chị có công ty đó anh chị, làm công ty đó, đóng cửa hết hơn tháng nay, bây giờ những cái đơn hàng không thể thực hiện được. Trời ơi, người ta la làng, người ta kêu gào quá trời luôn. Tiền thì mình nhận rồi ha, thì cọc tiền đồ nhận rồi đó. Mà những cái doanh nghiệp ở nước ngoài, hàng xuất khẩu đi đó thì họ đâu có biết cái tình hình ở Việt Nam, họ là họ cũng đâu có quan tâm đâu anh chị. Bây giờ không có hàng là họ la thôi, rất là vất vả anh chị. Rồi nhân viên này kia, tiền bạc không có để trả. Nếu mà hết 15 ngày này mà tiếp 15 ngày nữa chắc phá sản anh chị. Thật sự những cái công ty lớn thì gia hạn nợ nè, rồi xin trợ cấp đồ này nọ. Những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa chết mới nhiều, chết nhiều lắm anh chị. Đó, lo lắm. Hết 15 ngày rồi không biết như thế nào. Dịch bệnh thì bây giờ nó cứ tăng đều mỗi ngày một cách bền vững như thế này. Thôi rồi luôn. Cô có xa nó như vậy đây anh chị. Bây giờ nó sơ sát hạn ra, khó để mà mai mốt mà có vợ phong tỏa, vợ cách ly hết rồi lại vất vả để xây dựng lại từ đầu. Người ta mở cửa hé hé anh chị, mở cửa hé hé rồi ai tới thì kêu cửa, không là có số điện thoại. Người ta mở cửa ra người ta đưa đồ thôi. Mấy hôm nay thì Sài Gòn mình nắng. Tôm nè anh chị, tôm nhảy tưng tưng. Sài Gòn mình mấy hôm nay nắng quá trời. Nắng nóng quá trời, không có mưa. Chiều thì xách xe ra đi công chuyện, lấy đồ, rồi cũng mời anh chị đi lang thang xem qua một số cái tình hình của Sài Gòn mình hiện nay. Và hơn nữa là được gặp gỡ cô bác anh chị mỗi ngày, rất là vui, dường như là cái thói quen rồi anh chị. Không ra ngoài thì chắc em cũng sẽ ngồi tổng hợp một số cái thông tin, một số cái hình ảnh gửi đến anh chị ha.
càng về phía trên này thì đông đông hơn một tí nè, chiều chiều nó công an đang đi tuần nè, chiều chiều người ta cũng đi ra mua đồ nè, tùm lum hết nè. Nhớ mấy cái con đường thân quen quá anh chị. Nhớ những cái ngày đi lang thang cùng đưa anh chị đi qua những cái con phố kỷ niệm một thời. Con virus này nó làm cho nhà nhà xa cách ha. Người người xa cách. Bây giờ là gọi là không còn bà con anh em gì nữa. Ai ở nhà nấy, không tiếp xúc. Quái thiệt chứ, giãn cách tùm lum hết trơn, trời ơi, mỗi ngày đâu mà có ra cũng 4-5 ngàn ca, trời là trời, thiệt, quái thiệt. Bà con mình bán hàng mà canh dữ lắm anh chị, me dữ lắm, me cho có công an đồ không mà chạy. Như ở ngoài Hà Nội hôm nay là bắt đầu thực hiện tiếp cái giãn cách cho tới ngày 27 hay là 22 tháng 8 vậy đó anh chị, nói chung là thêm 15 ngày nữa. Mà ngoài Hà Nội hiện nay thì số ca nó cũng không có nhiều đâu. Cũng chỉ khoảng một ngày khoảng 100 ca thôi. Nhưng mà bắt đầu là cũng lo rồi, giãn cách quá trời luôn. Còn các tỉnh thành ở phía Nam, 19 tỉnh thành ở phía Nam thì anh chị biết là hôm giờ là hàng hóa luân chuyển không được. Thịt gà, thịt bò, thịt heo gì, nông sản các kiểu giảm giá tứ lung tung hết, không có lưu thông được. Ở ngoài nhà em thì có cây thanh long anh chị ha, bây giờ giá không ai mua luôn, không ai mua hết trơn, mấy ngàn không ai mua hết, đổ bỏ luôn anh chị. Có những loại đâu có thể để lâu được, nó chín là bắt buộc phải dục, phải cắt dục rồi. Cầu nguyện sao cho nó mau qua những cái ngày tháng này. Hôm nay em mới đọc tin ở Ấn Độ là coi như là trở lại cái cuộc sống bình thường rồi. Như vậy đó, nhưng mà người ta vẫn một ngày gọi là 40.000 ca. Một ngày 40.000 ca mà họ quay trở lại cuộc sống bình thường rồi, bởi vì bây giờ không thể phong tỏa tiếp được. Đây, bây giờ là em đi ra huyện Hữu Thọ để lấy đồ đây anh chị đây. Ra huyện Hữu Thọ để lấy đồ đó, thì gọi điện thoại coi ảnh đang đứng ở đâu, mình lấy đồ thôi. Ở đây thì là người ta không có người đứng để soát, nhưng mà người ta chặn luôn nha. Là ở đây chúng ta không có ra được, không có ra được ngạn ngã tư đâu, cho nên là nhiều khi em chạy tới đây là em quay lại đây này. Ta chốt chặn ở đây nè, ở đây là cái vùng binh, đường trước mắt anh chị đang thấy là đường huyện Hữu Thọ đó. Giờ làm sao mà ảnh đi tới đây ảnh giao hàng được. Rào chắn các kiểu hết ở đây rồi, anh chị đợi em chút xíu ha, để em gọi coi. Công an đứng soát rất là kỹ luôn. Anh nghe em. À, em tới rồi nhưng mà bây giờ em không có chạy qua anh được đâu. Bây giờ anh dựng xe vô trong lề á, rồi anh cầm đồ anh tới ngay chỗ cái chốt trước mặt đây nè. Anh nói cho anh giao đồ cho em rồi em đứng ngay chỗ này luôn, em lấy. À vậy hả? Rồi sao anh chạy qua chạy về ta? Không, anh không có chạy qua. À, anh đừng có qua chốt, anh đậu xe ở bên kia đèn đỏ đèn xanh á. Xong rồi anh cầm bịch đồ đi tới mấy ông vào chốt này nè. À rồi. Đó, anh nói anh giao đồ xong rồi anh quay xe bọc ngược lại anh đi về thôi. Ok ok. Dạ rồi. Bây giờ giao đồ cũng khó lắm anh chị.
lớn qua một cái là một hồi họ không có cho về luôn á. À, đợi em chờ em lấy đồ coi. Em thấy mấy ông công an hình như là cũng không có soát. À, chắc có người đứng soát ở bên kia hay sao chứ. Soát ở bên kia. Cảnh cũng kỹ lắm anh chị. Bây giờ hướng nào cũng không đi được hết trơn á. Ta đang còn phát loa tùm lum đó. À đây rồi, đây rồi. Dạ? Cách ly vậy? À đâu, em không phải cách ly nhưng mà đây nó cho khó cho đi. À, cảm ơn anh nha. Bây giờ có gì để bé Tâm làm việc với lại chị. À, khỏe anh thôi mùa dịch. Dạ. Đó, bây giờ là vậy thôi. Chứ không có được đi giao đồ đâu anh chị, không có chạy qua chốt đâu. Chạy hoàng hồi đi về không được, chết luôn á. Rồi bây giờ em quay vô lại. Quay vô lại rồi đi về anh chị ha. Chiều chiều ra lấy đồ thì cũng mời anh chị đi một chút xíu như vậy thôi. Hôm nào em có công chuyện đi qua bên kia được á thì lúc đó mới cập nhật cái tình hình bên kia gửi đến anh chị được. Chốt chặn tùm lum hết ha. Giờ đi nhìn mấy cái cọng dây nó cọng đứt cọng còn nguyên rồi nó bay nhìn thế nó te tua sơ xác anh chị. Rồi em quay vào lại con đường Lê Văn Lương. Ở đây có một cái con đường này. Con đường này em chưa đi bao giờ hết. Nó nằm ở bên cạnh cái khu căn hộ này là New Sài Gòn của Hoàng Anh Gia Lai. Đây. Đó, con đường bên này thấy người ta hay chạy chui lắm. Để người ta đi cho nhanh đó. Nhưng mà cái mùa mà có mưa chỗ con đường này nó dơ lắm. Bây giờ em mới đi thử con đường này cho anh chị xem. Chắc nó chạy ra xuống cái ngã ba phía dưới, chắc quẹo phải là ra lại Lê Văn Lương rồi. Nó đường này có một đoạn à mà nó đá rồi lộ ổ gà ổ voi tùm lum hết trơn, rác đồ người ta đổ tùm lum hết, không có làm lại. Có mùa mưa vô thì nó dơ đây này. Rồi có đoạn này là bắt đầu lên đường nhựa rồi, nó chạy nhựa hết rồi. Trong này là không biết cái khu gì, là gọi một cái khu dân cư đó, kiểu vậy đó. Dân cư đó, ở đây quẹo phải đi ha. Quẹo phải là chúng ta ra lại Lê Văn Lương này. Đây anh chị à. Ô, trong này nhà cửa nhìn cũng ngon cơm quá. Đây có một cái cầu.
chỗ nó dơ thôi rồi. À, đối diện đây là cái Bách Hóa Xanh luôn. Đây là con hẻm 839 anh chị ha. Bán rau, bán hành được kìa. Trời ơi, cá nè. Đó, bà con mình đem đồ ra vỉa hè bán chút chút vậy đó, kiếm tiền thêm. Nửa ký 60 ngàn anh chị. Cá mà dạng cá chả nên cá người ta xay ra sẵn rồi, ta trộn gia vị hành rồi gì rồi đó. Nửa ký 60. Wow. Nhà cửa đồ đóng trơn hôm giờ ha. Đây bán tôm này, em thấy dọc đường có hay bán tôm. Tôm còn nhảy tưng tưng còn sống. Bây giờ đến cuối năm thì chúng ta nhận thêm khoảng 40 triệu liều vaccine của Mỹ. Đó. Quá trời là ngon luôn anh chị. Sắp tới cũng chuẩn bị cấp phép sử dụng vaccine của Việt Nam được, Made in Việt Nam được. Không biết cái hiệu quả như thế nào, nhưng mà bây giờ vaccine thiếu dữ lắm rồi. Nhiều khi cũng phải chích thôi. Chịu thà có còn hơn không á anh chị. Rồi em dạo trên cung đường đi ngược lại nha anh chị ha. Cũng hy vọng cô bác anh chị thông cảm. Bây giờ em chỉ có một cái con đường này đi ra đi vào thôi. Cho nên nhiều khi đưa anh chị đi qua đi lại thú thiệt thì cũng ngại lắm. Nhiều khi anh chị xem đi xem lại cũng thấy chán cái khung cảnh này. Nhưng mà bây giờ để có một cái clip gửi đến anh chị nó cũng khá là khó khăn, cũng không dễ dàng gì, cho nên là thôi thì cũng mong cô bác anh chị thông cảm trong cái mùa dịch này. Chừng nào hết dịch thì chúng ta lại trở về với những con đường thân quen, đặc biệt là khu quận 3, quận nhất nhớ lắm anh chị. Gò Vấp nữa, có dịp chạy qua được Gò Vấp thì chia sẻ cho anh chị nữa thì rất là vui. Không biết rồi sẽ như thế nào anh chị ha. Sắp tới nó sẽ như thế nào. Sài Gòn về đâu. Kết quả ra làm sao. Không lẽ cứ kéo dài phong tỏa hoài như vậy. Đuối chết thiệt anh chị. Mấy hôm nay coi mấy cái clip dân mạng người ta đăng ở Bình Hưng Hòa, trời ơi, xe cứu thương ra vào tấp nập. Rồi tất nhiên là cũng không phải là tất cả là chết vì Covid anh chị, còn nhiều cái bệnh khác nữa mà trong cái mùa dịch bệnh này chẳng có ai thống kê. Ung thư, đột quỵ, bệnh già, bệnh đồ chết nó cũng bao gồm vô trong đó luôn. Nhưng mà thấy cái cảnh đó tự nhiên mình thấy mình sợn da gà chứ. Nó muốn thấy sợn da gà thiệt đó chứ. Cầu mong cho mọi thứ nó yên bình sắp tới. Sài Gòn mà được gỡ phong tỏa ra buôn bán lại chắc tối em đi quay múc chị những cái khu vực mà vui chơi ăn nhậu để xem cái tình hình như thế nào gửi đến anh chị, rất là trông đợi luôn á. Chiều gắn camera lên tâm sự với anh chị một vài giây phút với những cái hình ảnh của Sài Gòn ngày hôm nay. Hôm nay thì hình như chúng ta lại nhận thêm 600.000 liều Astra nữa anh chị ha. Có vaccine là thấy vui rồi, chích luôn.
ở ngay chỗ em thì người ta vào tới hẻm á, người ta vào tới hẻm người ta chích, nhưng mà đăng ký thì cũng phải lâu lắm, đăng ký cũng phải lâu lắm, cũng chưa có thấy gọi. Bây giờ thì cứ một mũi trước cũng được anh chị, cho nó có kháng thể đồ ở trong đó, có kháng thể đồ ở trong người mình cũng yên tâm hơn phần nào. Hôm nào thì em cũng muốn giao lưu, gặp gỡ cô bác anh chị một chút xíu, qua cái ngồi trước cái ống kính tâm sự, nhưng mà không biết là có làm được hay không anh chị. Nhiều khi em cũng chưa có quen nói chuyện trực tiếp như vậy. Bây giờ cứ thấy một cái mâm, rồi một cái xe đậu bên đường, người ta bán một số đồ lặt vặt đó anh chị. Hai bịch chôm chôm nhỏ xíu người ta cũng bán, thấy không? Chưa có bao giờ mà như hôm nay. Chưa có bao giờ thấy cái cảnh trí nó như vậy anh chị. Một bó rau cũng bán, mấy cái trứng cũng bán. Biết làm sao bây giờ. Rồi phía trước thì em tới cầu ông Bốn lại. Chắc cũng chuẩn bị kết thúc cái clip anh chị ha. Mấy hôm nay thì em hay quay ở khu vực huyện Nhà Bè nhiều. Rồi cũng có một vài cô bác anh chị cũng sinh sống ở gần đây. Cũng nhắn, cũng để lại cho em một cái comment. Trời vui lắm anh chị. Có người quen vòng vòng ở chỗ vị trí này nè. Theo như cái thông báo của những cái báo chí đưa tin thì em thấy đâu là có cái thông tin các bé tự trường khai giảng gì đó vào ngày hai mấy tháng 8 tới đây, rồi tháng 9 đây đó, có thông báo như vậy rồi. Không biết là dịch bệnh như thế nào tới đó, online hay là đi học, mà tình hình đang nhiều ca nhiễm như thế này thì rất là lo anh chị. Ở phía trước đây là cầu ông Bốn này, ở bên phải thì có một cái Bách Hóa Xanh, người ta cũng hay đi cái Bách Hóa Xanh này. Đình Thần Long Kiện, em vừa mới đi ngang cái Đình Thần Long Kiện đó, chia sẻ một cái điểm nhấn ở trên con đường này để cô bác anh chị dễ hình dung. Còn đây là cầu ông Bốn ha. Cái cầu ông Bốn này mà mỗi khi mà triều cường lên á, em thấy nước nó dâng lên tới cầu luôn, tới trên cầu này luôn nè. Trời ơi, thấy ghê lắm, chạy ngang nhìn xuống giống như là nó sắp nuốt cái con đường này, nuốt cái cầu này. Tính ra là từ lúc vào Sài Gòn tới bây giờ thì em sinh sống cùng đầu tiên là ở Phú Nhuận nè anh chị nè, rồi chuyển qua quận 3 nè, rồi chuyển qua Bình Thạnh nè, rồi chuyển lên Gò Vấp nè, rồi bây giờ chuyển qua Nhà Bè nè, ở cũng nhiều nơi anh chị. Thành ra là cứ mỗi nơi là em lại có một số cái kỷ niệm, một số cái niệm thân quen ở đó mà đi rồi bây giờ nhớ. Quận 12 nữa, có một thời gian ở quận 12 nữa, tứ lung tung. Ở đây là Ủy ban Nhân dân xã Phước Kiện và công an đây anh chị nè, bên phải của em đó, vị trí này.
Rồi thì giờ em cũng xin phép được kết thúc các clip của mình ở đây anh chị ha. Một vài cái hình ảnh cũng như cái dịp để tâm sự trò chuyện với cô bác anh chị trong cái buổi chiều ngày 6 tháng 8 này. Chúng ta kết thúc thêm được gần một tuần rồi, còn một tuần nữa cố lên. Và cũng gửi đến cô bác anh chị lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an. Và hy vọng mọi việc sẽ yên ổn trong mấy ngày còn lại, trong một tuần còn lại, để hết ngày 15 tháng 8 chúng ta có thể gỡ một phần nào đó cái phong tỏa, gỡ giới nghiêm, bà con mình sẽ có thể có cơ hội đi làm việc kiếm tiền trong một cái chừng mực nào đó anh chị. Chứ cũng đuối lắm rồi. Thôi thì em xin kết thúc các clip, hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.